Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách ẩn tài khoản Zalo của mình để người khác không tìm thấy và cách bạn vì một lý do nào đó mà muốn ẩn tài khoản Zalo của mình thì mình làm như sau. Đầu tiên mình sẽ mở vào Zalo của mình nè. Tiếp theo mình sẽ chọn đến mục cá nhân nè. Tiếp tục mình sẽ chọn đến mục quyền riêng tư. Bấm chọn. Tiếp tục mình sẽ kéo xuống. Chọn đến mục quản lý nguồn tìm kiếm và kết bạn nè. Bấm chọn. Thứ nhất, nếu các bạn không muốn người lạ tìm thấy và kết bạn với mình qua số điện thoại mình sử dụng đăng ký tài khoản Zalo thì các bạn nên tắt tính năng này đi. Hiện tại tính năng là đang bật này. Bấm tắt như thế này. Khi mình tắt tính năng này đi thì người lạ sẽ không tìm thấy và kết bạn với mình qua số điện thoại mình đã sử dụng đăng ký tài khoản Zalo của mình. Nếu các bạn không cho phép người lạ kết bạn qua những cái nguồn này thì các bạn bấm tắt đi như thế này. Bỏ tích chọn đi như thế này. Như vậy là xong. Sau khi mình đã thiết lập cài đặt như thế này thì từ giờ trở đi bạn vẫn sử dụng tài khoản Zalo của mình bình thường, nhưng người lạ sẽ không bao giờ tìm thấy bạn và không bị làm phiền bởi những cái gợi ý kết bạn từ người lạ nữa. Cách ẩn tài khoản Zalo như thế này giúp tài khoản Zalo của bạn trở nên an toàn hơn và tránh được một số phiền phức không đáng có khi sử dụng Zalo. Video của mình đến đây kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.